Hello, xin chào cả nhà nha. Thì tiếp tục đi thăm lập cá nha các bạn. Đấy. Cặp sẽ lên coi. Thấy cầm cầm thấy cả cũng có ngày mất ngày nào thôi chứ. Hoài chứ. Đúng ghê không? Cặp. Sảy con em hơn cái con hồi trên đời nãy chứ. Trời. Lớn nha các bạn. Tắt con lớn trước thì chắc ăn. Ủa cái con ốc trong túi vậy. Tạm ngưng nha các bạn. Đây khác quay cho bạn xem nghe các bạn. Tiếp tục nha các bạn. Cái đó nha các bạn. Đang mùa chuối nha các bạn. Sứ nha các bạn. Các bạn xem hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn. Cái vàng à? Trời ơi, cặp cá trái vàng luôn các bạn. Ba con luôn nha các bạn. Wow. Vàng cao luôn ha. Ôi, cặp cá trái vàng ngon quá. Ôi. Cá trái vàng rồi, có nước. Cá trái vàng, trời ơi, ngon. Bắt ra cho mẹ. Con cá. Bắt ra. Cháu không sợ cây yên ăn. Bắt ra cho mau. Kêu nó sợ nó không sợ vậy. Ôi được hai con ốc. Hai. Con cá lóc này. Cá chi vàng ngon vậy. Ừ. Trời ơi, hai cái chi vàng hết sảy không? Ba con này ký mẹ. Ừ, đúng. Ôi. Cái chi vàng này khó kiếm thế vậy. Ruộng. Chụp hình lên cái coi. Cặp cái chi vàng luôn coi. Vàng ra luôn cho nó. Này đúng vàng rồi hả? Hai cái chi vàng nha các bạn. Ngon lành cành đào luôn. Cái đi vàng quá đã nứt nách. Này là cái viên ruộng nha các bạn. Xuống là lấm liền ha. Trời ơi. Cái đi vàng quá đã luôn. Có sẵn về mà từ nào không biết cách khai thác. Rồi đó, bỏ uổng. Cái thứ hai ngon lành cành đào luôn nha các bạn. Ba đã luôn. Cái thứ hai là ba con, hai cái trê, con cái trào nha các bạn. Ba con ký. Tuyệt vời. Quá ngon luôn. Mấy cái trê là khó rồi đó. Để mình tạm ngưng này nha các bạn, tới cái khác mình bắt lên cho các bạn xem nha. Tiếp tục. Tiếp tục nha các bạn, này các bạn. Ây da, ây da. Này mình đang lội trong đó nha các bạn. Nãy mới làm cặp cá trê với con cá lóc quá ngon nha các bạn. Cái này có. Đây, các bạn biết cái gì này các bạn. Đây là cái ổ mối nha các bạn. Mối đất các bạn. Mối đất các bạn. Cái khâu à. Vậy hả? Vậy thôi hả? Có cái mã nè các bạn. Đây có cái mồ mà ta làm cao ghê các bạn. Này chôn người ta chôn nổi lên trên nha các bạn. Chôn nổi lên trên ta xây lên nha các bạn. Wow. giữa đập ruộng nha các bạn. Này cái đất nhà người ta chôn nha các bạn. Wow, trời chân mưa các bạn, đang thui à. Tiếp tục xuống ngày đó nghe các bạn.
mới vô gỡ mấy cái kia, ba con ngon quá. Đây là khu vực Long An nha các bạn. Con này bị lũng ao rồi nha các bạn. Đây các bạn, vô thăm cái mồ nha các bạn. Cái mồ vô đây, mồ cao biết nha các bạn. Wow, quá là cao luôn. Đây, móng đứng tới đây nha các bạn. Đây, móng đứng tới cổ các bạn. Ghê các bạn, thấy mình tới cổ. Đây, trên nha các bạn. Cao, nghiêu lên trên. Đây là trồng chuối nè các bạn. Chuối tốt lắm các bạn. Lên xum xê nha các bạn. Này nữa trổ quà nào mà nấy trái chà bá không. Tiếp tục xuống đây nha các bạn. Bông này gì đẹp à? Bạn biết bóng này giống gì không bạn? Bông cùi thái. Bông cùi thái. Đây, trái nó này nghe các bạn. Bông mà bông cùi thái là đụng vô cùi thái á, là tay cùi á. Ngộ ha. Ghê các bạn. Bông ngộ rồi. Nhìn giống cái này nhìn giống hạt cườm anh. Bạn nào biết bông này bông gì bình luận cho mình biết nhé nha các bạn. Ủa, lũi nó tới rồi đó các bạn. Lũi đi các bạn. Cực khổ các bạn. Bắt được con cá không phải dễ đâu nha các bạn. Bạn xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn, để có mình động lực mình làm video mới nha các bạn. Vì cuộc sống mưu sinh thôi các bạn ơi. Nó có các bạn. Dán sọc sọc. Xíu mà dễ bự. Ba cái được không con? Đây, con các bạn, ba cái. Để tạm ngưng đây nha các bạn, tới khác mình bật lên cho bạn xem nha. Các bạn nghe tiếng con gì kêu không các bạn? Kêu mực mỏ nhát phải không các bạn? Quá. Mưa nha các bạn, mưa bên đó đang thui rồi các bạn. Con mà cá nhỏ đây. Trời mưa rồi các bạn, bây giờ kết thúc video tại đây các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn các bạn lại video sau nha các bạn. Thì tao dậy các bạn. Đây sẽ được gần 4 kg không? 4 kg ha. Mấy 4 kg nha nghe ngoài. Đây nhiều tới. Đá chở. Bên kia mưa rồi các bạn. Wow. Mưa tới giọt giọt. Mưa tới tới lẹ lẹ. Mưa tới rồi các bạn ơi, giọt.
dừng lại đi, bỏ mưa lẻ. Nghe các bạn, bye bye các bạn nghe.